Hé lộ mấy ông mấy bà, có thể anh em không biết tôi là ai vì tôi lặn cũng khá lâu trong một khoảng thời gian thi giữa kỳ 1 và xin giới thiệu tôi là người làm ra video này. Sau khi quay lại thì tiện tay tôi đổi in châu luôn cho nó máu, nhưng vấn đề chính hôm nay tôi muốn nói về vấn đề bọn thiếu chất xám mừng rớt nước mắt khi bão về. Đầu tiên phải nói về một ách TikTok chuyên đăng video về bão trả mi hay những video meme về thời tiết nhìn số tim, và người theo dõi độ xu hướng của chủ đề này là biết. Nhưng mà có một video tôi không biết có đùa hay không, nhưng mà ý nó nói rằng bão trả mi đang đến và những học sinh miền Trung vui vãi nồi. Thật ra có mấy thằng thiểu năng mới cảm thấy vui khi bão về, nhưng mà bão chẳng vào nên tôi cảm thấy may mắn không bị rời lịch thi và giờ làm video chửi mấy thần đằng này. Rồi xong, ở phần bình luận lại thêm một thành phần bổ túc nghỉ học thì thế nào mà chẳng phải học bù cho kịp chương trình chứ, tưởng nghỉ là dễ. Theo như anh bạn thích ăn kẹo và một số người khác bảo thằng chủ kênh có một tư duy thất học, nhưng mà thất học có phải bày cái học không? Nani? Còn mấy thanh niên cảm thấy cuộc đời mình nhạt như nước ốc, thấy cái chó gì cũng tưởng là đùa, gốc 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 cái củ chuối ấy gốc, mà nhiều thằng dưới phần bình luận vui như được mùa, đúng là đùa bày học. Đậu xanh Linh Hà hay Hà Linh nói chuyện như bị bại não, ai đời lại muốn bão vào vùng mình để được nghỉ học thì đúng là người nhà đã thất vọng về đứa con mình. Mày không phải con tao, mày biết khỏi nhà tao ngay. Linh Hà nói chuyện rất thiểu, mặc dù mọi người góp ý nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào ngu, nên Linh Hà đã hỏi lại mọi người bằng ngôn ngữ không dùng não. May cho bà chị này là gặp mấy anh bạn thân thiện chứ gặp tôi thì... Tuy vậy vẫn có khá nhiều người còn ý thức được thằng chủ kênh làm video xàm nhái, phải nói thật sự là thật may khi bão không vào miền Trung. Ok, tôi nghĩ sắp đến Tết rồi, thế nên chuẩn bị chúng ta sẽ có Q&A vào dịp ấy để mà chuẩn bị một lượng câu hỏi lớn để trả lời trong một hai video trong dịp Tết. Thì ngay bây giờ anh em có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận cho mình biết và có thể câu hỏi đó sẽ được lên sóng. Điều thứ hai là sau khi nghe Chắc Hòa Chạm của Nam giờ DC Lucifer thì tôi lại muốn thử sức với Nam một trận, vì trước đây tôi chưa bắt tấn DC bao giờ, nên cũng hóng nếu anh em nào liên hệ với Nam được thì có thể nhắn dùm tôi nhé. Và đó cũng là câu kết thúc video ngày hôm nay, mong sau này không phải gặp bọn không não mừng rỡ khi bão về, và khi anh em like video này thì mấy thanh niên đẹp trai sẽ vượt qua NNN. Ok. Không nam như phan cực tôi em muốn tấn công chỉ tấn nhắc tấn cái bọn vui, không nam thức tôi bởi vì sao em khó khăn.